ngày mùng 2 tháng 10, thứ sáu tuần 26 thường niên. Ai đón tiếp Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho ngươi, hỡi Corozan! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu tại Tyro và Sidon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyro và Sidon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục. Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, vì ai khinh rẻ các con là khinh rẻ Thầy, mà ai khinh rẻ Thầy là khinh rẻ Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Quý chuộng tin mừng hơn mọi sự thế gian. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thiên Chúa quyền năng nhưng giàu lòng thương xót, muốn cứu chuộc con người khỏi án tử đời đời và được sống sự sống của Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô, Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian, làm người trần gian, đi giữa trần gian và thực hiện ý muốn tốt lành của Thiên Chúa cho trần gian, là tỏ bày lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi mọi người đón nhận người và tin mừng của người, tất cả chỉ vì ích lợi là phần lỗi của con người, của chúng ta. Biết thế, nhưng người tôn trọng tự do của chúng ta, bởi ơn cứu độ là quà tặng nhưng không, chứ không phải là một áp đặt. Đã có nhiều người ở những vùng miền được nghe điều Chúa Giêsu dạy, được thấy việc Chúa Giêsu làm, nhưng vẫn không sám hối và trở về tin nhận Thiên Chúa. Họ kiêu căng mê muội nên không thể nhận ra giá trị của tin mừng, của ơn cứu độ nơi con người Đức Giêsu tầm thường, khiêm nhường bé mọn. Kỳ vọng một đấng cứu thế theo ý họ có thể làm thỏa mãn cơn khát hạnh phúc trần gian của họ, hơn là phải buông bỏ những dục vọng đời này để được hạnh phúc đời sau. Vì thế, Chúa Giêsu phải xác quyết: ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Như thế thì không đón tiếp Đức Giêsu là không đón tiếp Thiên Chúa, không đón nhận ơn cứu độ, không đón nhận sự sống mới, sự sống vĩnh cửu. Việc ấy đồng nghĩa với việc tự gieo mình vào chỗ diệt vong ngàn đời. Lời Chúa nhắc nhớ mỗi chúng ta hãy trân trọng đón tiếp Chúa Giêsu và ký chuộng tin mừng của người hơn mọi sự ở trần gian này. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự trần gian và sống tin mừng người dạy. Lạy Mẹ Maria, tháng mân côi lại về, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con sống lời Chúa, để yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng mái nhà thành mái ấm hạnh phúc. Amen. Thank you.
xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm ngày. Con xin dâng dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con dân sinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyết trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi.